Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài Già bông con vịt của tác giả Trần Bảo Định Sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, bộ sách Trần Trời Sáng Tạo Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác giả Trần Bảo Định Ông có quê quán tại Long An Ông được bạn đọc gọi là Ông già nam bộ nhiều chuyện Và ông học tại Đại học Văn Khoa của Viện Đại học Đà Lạt đây Tiếp theo về phần tác phẩm Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện kể về cai tuất cùng nhân sĩ yêu nước mở xưởng sản xuất xà bông với hiệu là con vịt. Vợ của ông cùng vợ Điền Chủ Dương đi mua rửa khô về làm xà bông. Ông Tuất đã di rời những ngôi mộ xung quanh để làm cơ sở sản xuất. Cơ sở tạo nên công việc cho nhiều người. Ông gặp được Điền Chủ Dương nghe ông tâm sự về việc mở nhà máy xay sát gạo rồi bán hết vườn tược cho một người tên là Trần Bá Thọ. Khi mình làm chủ, có thể kiến tạo công ăn việc làm, sản phẩm cho người Việt. Còn khi điền chủ giàu thì dân chúng sẽ bị bóc lột cực khổ. Cả hai ông đều không chịu được sự ràng buộc của thực dân Pháp nên đã đứng lên mở ra một con đường mới cho người Việt mẹ xà bông đầu tiên của cai tuất ra lò mọi người và cả ông đều vui mừng ông được trần tránh chiêu khen ngợi sản phẩm ông làm ra và ông hứa mình sẽ đưa sản phẩm ngày càng phát triển hơn nhưng trong lúc đó có người chỉ điểm cho pháp đã khiến cho những cơ sở sản xuất không kinh doanh nổi ông quyết không cho bọn pháp lấy những sản phẩm của người việt đi mà ông đã châm lửa đốt cả sự sản xuất của mình Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến phần 2 là khám phá kiến thức, tìm hiểu về sự kết hợp giữa yếu tố phi hư cấu và yếu tố hư cấu có trong văn bản các em nhé. Trước tiên về yếu tố phi hư cấu, các em có tìm được chi tiết nào hay không? Đó chính là các sự kiện như sau. Phong trào Minh Tân trên đất Mỹ Tho, Nam Kỳ thuộc Pháp hay Lê Văn Cửu, một trong 8 người gốc gáp dân Mỹ Tho là người sáng lập viên công ty cổ phần Nam Kỳ Minh Tân Công Nghệ. Ông Huỳnh Minh Điển, chủ khách sạn Nam Kỳ. Minh Tân là phong trào yêu nước và kết nối giữa phong trào Đông Du và phong trào Duy Tân. Mục đích cuối là đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập và tự do cho tổ quốc. Yếu tố tiếp theo có trong văn bản chính là Nam Kỳ Thương Cuộc do ông Trần Văn Thạnh ở chợ gạo thành lập. Lập sở nhà máy xay lúa, lập hãng ăn lúa gạo để trực tiếp xuất khẩu hoặc là lựa chọn dân. Đứa nào thông thái thì cho nó qua bên Tây học bác vật. Lục tỉnh Tân Văn Hay yếu tố, chủ tỉnh Mỹ Tho phát lệnh từ tòa bố đàn áp bắt bớ và tịch thu các cơ sở của Minh Tân. Tiếp theo, ta đến với yếu tố hư cấu có trong văn bản đó là các sự kiện như sau Cai tuất có tài lựa chọn chó tốt cả vùng sầm sang Chọn chó khôn cần lưu ý Mắt to, phá trên chân mày điểm sậm màu Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì ba chấm Hay sự kiện Cư bếp chiếu nhờ điền chủ xương nói với cai tuất câu ca giao Tham chi đồng bạc con cỏ Bỏ cha bỏ mẹ theo phò lang xa Tiếp theo chúng ta có các sự kiện. Điền chủ xương là chủ nhà máy xay sát kẹo lớn bậc nhất ở Long Hưng, hay cai tuất châm lửa đốt những thùng dầu bao quanh thành chiến lũy, rừng lửa chùm mất hút bọn thực dân Pháp và lũ tay sai. Sau khi tìm hiểu sự kết hợp giữa yếu tố phi hư cấu và hư cầu có trong văn bản, tiếp đến chúng ta tìm hiểu về nhân vật cai tốt các em nhé. Về tính cách của nhân vật này được thể hiện rõ ràng qua một số chi tiết đặc sắc như sau cả vùng sầm giang mấy ai không bái phục tài lựa chọn chó tốt của cai tuất vậy thì chi tiết này cho thấy ông cai tốt hiện lên là người tài giỏi với biệt tài lựa chó tốt nổi tiếng khắp vùng nhưng lại không hề kênh kiệu mà còn vui vẻ hào phóng và sẵn sàng chia sẻ cho bà con cách chọn chó khôn về những chi tiết tiếp theo Ông chẳng can đỡm ăn thịt chó. Con vật mang biểu tượng trung thành với chủ cả thịt trâu, con vật mang biểu tượng nhà bạn nhà nông, hay hãnh diện với con chó mực nhà ông. Những chi tiết này thể hiện ông là người vui vẻ và yêu động vật. Ông còn là người cần cù khi xây dựng cơ sở sản xuất xà bông với nhiều khó khăn. Ông còn là người tốt bụng, luôn muốn cuộc sống của tất cả mọi người tốt đẹp hơn như đã xây dựng cơ sở sản xuất xà bông hiệu Yếu tố cuối cùng chính là nói tới Cai Tuất là người có tinh thần dân tộc lớn lao và thiêng liêng Rõ ràng đó là yếu tố quyết định cho việc ông đã thành lập nên hiệu xà bông con vịt Vậy thì với sự kết hợp giữa yếu tố hư cấu và phi hư cấu có trong văn bản đã giúp ta hiểu hơn về tính cách của nhân vật một cách phong phú và đa chiều. Việc sử dụng các chi tiết hư cấu tạo ra những tình huống hoặc sự kiện đặc biệt để thử thách nhân vật, từ đó mà tính cách, suy nghĩ, hành động và quan điểm của cai tốt hiện ra một cách rõ ràng. Vậy là bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau.